giải mã lời nguyền địa lý khiến Việt Nam hay bị xâm lược. 1.000 năm Bắc thuộc, 4.000 năm chống giặc ngoại xâm. Nhiều đời đẩy lùi bước chân xâm lược của các cường quốc hàng đầu thế giới như Mỹ, Pháp. Trải qua các cuộc chiến bảo vệ bờ cõi triền miên suốt nhiều thập kỷ, Việt Nam luôn luôn được công nhận là một trong số những quốc gia không thể bị xâm lược, dù là một trong số những quốc gia bị xâm lược nhiều nhất. Vẫn biết rằng việc bành trướng thôn tính lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé là một phần quy luật của thế giới. Thế nhưng nhìn lại lịch sử phát triển của Việt Nam, việc chúng ta luôn trong tầm ngắm của một hay nhiều quốc gia nào đó dường như bỗng trở nên bất thường. Vậy lý do nào khiến Việt Nam luôn trở thành mục tiêu của những kẻ xâm lược? Mời các bạn xem video ngày hôm nay của chúng tôi. Từ xa xưa, ở biên giới phía Bắc của Việt Nam, Trung Quốc, người anh em láng giềng thân thiết, luôn mang dã tâm xâm lược và kiểm soát Việt Nam. Nhiều triều đại của Trung Quốc đã xem việc chiếm lấy Việt Nam là căn bản để làm bàn đạp tiến vào Đông Nam Á. Những cuộc xâm lược Đại Việt của Triều Tống, Triều Nguyên Mông, Triều Minh và sau đó là Triều Đình Mãn Thanh Trung Hoa đều đã cho thấy tham vọng của đất nước láng giềng phương Bắc đối với Việt Nam. Cũng trong suốt thế kỷ thứ 20, dân tộc Việt Nam đã trải qua một loạt các cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại để giữ nước và giữ nước. Pháp nổ súng xâm lược Việt Nam vào năm 1858. Song đây mới chỉ là khởi đầu của các cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam triền miên sau này, bởi các đế quốc sừng sỏ nhất trên thế giới đều tham gia vào chiến tranh xâm lược Việt Nam. Ngay sau khi lật đổ được thực dân Pháp, người Mỹ lại xuất hiện. Kéo theo đó là cuộc chiến tranh Việt Nam dài đằng đẵng gần 20 năm. Và như chúng tôi đã nhắc ở phần đầu video, chính những cuộc xâm lược liên tiếp từ phương Bắc cũng như các cuộc chiến tranh lớn với các cường quốc thế giới như đế quốc Nhật, đế quốc Pháp và Mỹ này đã khiến người ta đặt ra câu hỏi rằng tại sao Việt Nam lại bị xâm lược nhiều đến thế? Lý do được đưa ra là do vị trí địa lý chiến lược. Nhiều nghiên cứu cho thấy chính là nguyên địa lý đã khiến Việt Nam trở thành mục tiêu xâm lược của nhiều quốc gia khác. Vì sao chúng tôi lại khẳng định như vậy? Được biết, Việt Nam là một quốc gia nằm ở rìa phía đông bán đảo Đông Dương, nơi tiếp giáp với Biển Đông và được coi là trung tâm khu vực Đông Nam Á khi nằm ở vị trí cửa ngõ, với tổng diện tích đất liền là 331.212 km2 và vùng biển thuộc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam chiếm diện tích khoảng 1 triệu km2 Biển Đông. Do đặc điểm là lãnh thổ trải dài hình chữ S mà nước ta có vị trí tiếp giáp với 4 nước trên đất liền và tiếp giáp với Biển Đông. Cụ thể, biên giới Việt Nam trên đất liền dài 4.639 km, lần lượt giáp với Trung Quốc ở phía Bắc, phía Tây giáp với Lào và Campuchia, phía Tây Nam giáp với Vịnh Thái Lan. Nhìn trên bản đồ, cũng không khó để nhận thấy dải đất hình chữ S của Việt Nam khoảng cách từ Bắc tới Nam, theo đường chim bay là 1.650 km. Ngoài vùng nội thủy, toàn bộ vùng nước và đường thủy trong phần đất liền và được tính từ đường cơ sở mà quốc gia đó xác định vùng lãnh hải của mình trở vào. Việt Nam tuyên bố 12 hải lý lãnh hải, thêm 12 hải lý vùng tiếp giáp lãnh hải, 200 hải lý vùng đặc quyền kinh tế và cuối cùng là thềm lục địa. Chính vị trí và diện tích mà chúng ta tưởng là lợi thế này lại trở thành lời nguyền địa lý đè nặng lên dân tộc Việt Nam suốt ngàn năm qua. Theo đó, lời nguyền địa lý này được hình thành từ khi Trung Quốc hết lần này đến lần khác xâm lược Việt Nam và khi các nước phương Tây trắng trợn thể hiện dã tâm nuốt trọn Việt Nam của mình. Đầu tiên là Trung Quốc. Rõ ràng Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á, núi liền núi, sông liền sông, kể cả biển liền biển với Trung Quốc. Chính điều này đã biến Việt Nam trở thành con đường nam tiến cả trên bộ lẫn trên biển của Trung Quốc. Đây cũng là lý do vì Việt Nam thường là đối tượng đầu tiên mà các hoàng đế Trung Hoa muốn chinh phạt. Như nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp nhận xét trong một tài liệu rằng Việt Nam từ hàng ngàn năm qua đã gánh trên vai mình sức nặng của Trung Quốc, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Trong thời phong kiến, Trung Quốc là mối đe dọa thường trực với Việt Nam. Một số nhà nghiên cứu quốc tế khác thì lại ví von Trung Quốc như một con gà trống, với bán đảo Triều Tiên là chiếc mỏ và Việt Nam là chân của con gà, nghĩa là Việt Nam có vai trò chiến lược vô cùng quan trọng với Trung Quốc. Có thể thấy, trên bản đồ địa chính trị khu vực, Việt Nam như một cầu nối hai vùng kinh tế biển và kinh tế lục địa của châu Á. Việt Nam là cửa giao thương với các nền kinh tế biển khu vực, đồng thời cũng là cửa khẩu đi vào hệ thống giao thông đường bộ trên đất liền của các quốc gia Đông Nam Á và châu Á. Việt Nam ở cửa ngõ khu vực Đông Nam Á, vừa tiếp giáp 4 nước đất liền, vừa giáp biển, đặc biệt là Biển Đông, một trong những khu vực có tầm quan trọng chiến lược đối với các nước thuộc khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói riêng, cũng như có tầm ảnh hưởng đến cả châu Mỹ và nhiều quốc gia trên thế giới, đã khiến nước ta trở thành nơi giao lưu của các nền kinh tế trong và ngoài khu vực, là cửa ngõ mở ra các khu vực khác. Nếu Trung Quốc xâm lược Việt Nam thành công,
Nghiễm nhiên, vị trí đắc địa này sẽ ghi tên Trung Quốc chứ không phải Việt Nam nữa. Tất nhiên, các thực dân phương Tây khi quyết định xâm lược Việt Nam cũng có chung suy nghĩ này với Trung Quốc. Kể từ kỷ nguyên công nghiệp hóa, khi các thương thuyền và chiến thuyền của châu Âu có thể vươn tới mọi ngõ ngách của địa cầu trong một thời gian ngắn, Việt Nam trở thành đối tượng để nhòm ngó của thực dân phương Tây. Ban đầu, các cường quốc châu Âu quan tâm đến tài nguyên thiên nhiên. Sau đó, vị trí chiến lược của Việt Nam ở xa lộ từ Trung Quốc xuống Đông Nam Á, từ Ấn Độ Dương qua Thái Bình Dương ngày càng trở nên quan trọng. Lực kéo và đẩy trong hệ thống quốc tế biến Việt Nam trở thành địa bàn cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và giữa hai phe xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa mà thôi. Và chúng ta đã vướng trong bàn cờ cá lớn nuốt cá bé này gần 30 năm. Ngay cả khi Việt Nam đánh đuổi được ba cường quốc Nhật, Pháp và Mỹ, chiến thắng không mang lại sự đảm bảo về an ninh. Sau năm 1975, quan hệ Việt-Trung và Việt-Campuchia xấu đi và Việt Nam bị đe dọa, uy hiếp trên ba mặt trận: biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam và trên Biển Đông. Nguyên nhân cơ bản là do Trung Quốc không chấp nhận vị thế mới của Việt Nam ở Đông Dương và ngược lại, Hà Nội không chấp nhận sự áp đặt từ phía Bắc Kinh. Trong lúc đó, Liên Xô mong muốn mở rộng ảnh hưởng Đông Nam Á, tìm kiếm một chỗ đứng chân để theo dõi các diễn biến ở châu Á-Thái Bình Dương. Tình thế đó đẩy Việt Nam đi đến liên minh với Liên Xô để kiềm chế Trung Quốc. Kết quả là Việt Nam dấn sâu vào chiến tranh ở Campuchia và xung đột với Trung Quốc trong một thời gian dài. Và phải đến tận năm 1991, Việt Nam và Trung Quốc mới bình thường hóa quan hệ. Thế nhưng lúc này, Trung Quốc lại thò một chân vào Biển Đông. Sau nước đi này của Trung Quốc, ngoài việc phô diễn dã tâm của mình thì còn có mục đích giảm tầm ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới. Nhìn chung, có thể khẳng định vị trí địa lý của Việt Nam luôn nằm trong các toan tính địa chính trị toàn cầu của các cường quốc, đặc biệt là khi chúng ta ở ngay cạnh một nước có dã tâm lớn như Trung Quốc. Vậy Việt Nam đã làm gì để xóa bỏ lời nguyền địa lý này? Trước tiên là về đường lối chiến lược, Việt Nam khẳng định đường lối trung lập. Theo đó, Việt Nam nhất quán chủ trương giải quyết các vấn đề tồn tại, bất đồng và tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với nước này để chống nước kia, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ Việt Nam để chống lại nước khác, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Chính đường lối này đã giúp Việt Nam giải mã lời nguyền địa lý bám theo nước ta hàng ngàn năm qua, khi chúng ta cân bằng được lợi ích chiến lược và tránh được kịch bản Việt Nam trở thành kẻ thù của nước lớn. Đồng thời, chủ trương này cũng giúp chúng ta hình thành một vành đai an ninh an toàn trong vòng xoáy xung đột lợi ích luôn diễn ra trên thế giới. Bên cạnh đó thì tận dụng vị trí địa chính trị của mình để phát triển đất nước cũng là một biện pháp phá giải lời nguyền địa lý được đánh giá rất cao. Với tất cả những lợi thế của vị trí địa chính trị mà chúng tôi vừa phân tích, trong gần 4 thập kỷ qua, Việt Nam đã làm tốt vai trò khai thác các lợi thế này. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu về mọi mặt, đặc biệt là về kinh tế. Từ một nền kinh tế khép kín, tự cấp, tự túc, theo cơ chế kinh tế kế hoạch hóa, tập trung bao cấp, Việt Nam đã phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tăng trưởng kinh tế đạt mức cao, trở thành nước có thu nhập trung bình. Vị trí cửa ngõ hay vị trí huyết mạch của nền kinh tế trong bối cảnh hiện nay đã giúp chúng ta thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn, cũng như có những ảnh hưởng sâu sắc trong biến chuyển tương quan quyền lực chính trị, quân sự của cả khu vực Đông Nam Á nói riêng và thế giới nói chung. Cục diện này khiến Việt Nam bỗng dưng trở thành một nước không dễ chọc, vì một khi đụng vào sẽ có liên lụy đến nhiều quốc gia sừng sỏ khác trong khu vực. Biện pháp cuối cùng mà chúng ta đã và đang làm để phá giải lời nguyền địa lý chính là đường lối đối ngoại khẳng định làm bạn với tất cả các nước. Chúng ta xác định mối quan hệ giữa Việt Nam với thế giới, đổi mới tư duy đã chuyển từ muốn làm bạn sang sẵn sàng làm bạn, và là bạn là đối tác tin cậy, là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam đã xác định rõ đường lối đối ngoại của mình là hội nhập bắt đầu từ kinh tế và dần mở rộng sang các lĩnh vực khác, hướng tới hội nhập toàn diện và sâu rộng. Việc sẵn sàng làm bạn với tất cả các nước cũng như đẩy mạnh hội nhập để phát triển và nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, cũng như để tăng cường lợi ích của các nước lớn ở Việt Nam, tránh bị lệ thuộc vào bất kỳ một nước lớn hay một khối nước nào. Trên đây là lời nguyền địa lý khiến Việt Nam thường xuyên trở thành miếng bánh ngon, cô gái đẹp mà các cường quốc trên thế giới muốn xâm lược, cũng như một số biện pháp giải mã lời nguyền này. Bạn có suy nghĩ gì về lời nguyền địa lý này? Hãy comment cho chúng tôi biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.